chỉ có bọn hắn bốn vị mới có thể nghe được. La Á Nguyên, ngươi hôm nay là sao cũng tới? La Lan hơi nghi hoặc một chút, hướng về ám ma long kỵ sĩ hỏi. Ám ma long kỵ sĩ La Á Nguyên trầm giọng nói, thăng long ngày ấy, Lam tình huống có một chút đặc thù dị thường, huyết mạch của nàng độ tinh khiết rất cao, giống như dẫn động lòng giới hạch tâm nhất là một chút lực lượng, nhưng mà chúng ta đó cũng một mực tại trong truy đuổi nhưng thủy chung không thể nào lại quan sát tình huống của nàng. Nếu như nàng có thể thu hoạch được thăng long đại tái quán quân, liền phá lệ cho phép nàng tiến vào một lần lòng giới, lại xem xét biến hóa. Hôm nay nàng đối mặt với tường ngôn mạc, ta đến xem biểu hiện của nàng như thế nào, có hay không có cơ hội kia. Mặc khủng long kỵ sĩ La Lan kinh ngạc nói, dẫn động lòng giới chỗ sâu, cái kia sao? Ám ma long kỵ sĩ La Á Nguyên nói, hiện tại còn không thể nào khẳng định, nhưng lúc đó ta mơ hồ thấy được màu sắc rực rỡ vầng sáng. Các người đều biết, mỗi một cái lần thứ nhất tiến vào trong lòng giới long tộc đều sẽ có được lòng giới hồ ứng, nhất là đem đối với ứng chính mình khí tức lòng cốt sẽ sinh ra hồ ứng khí tức, nhưng có thể dẫn động sao vị kia tồn tại hồ ứng lại là một cái đều không có, coi như là thủ tạ cũng làm không được. Nhưng mà hôm nay nàng là giống như làm được, mặc dù nhìn qua nàng không chịu đựng nổi mà lại nhận lấy cắn trả, thế nhưng có thể dù sao nàng dẫn động, nếu còn như vậy là được, như vậy đối với mọi người chúng ta đều sẽ có giá trị rất lớn, nàng tương lai tiềm năng cũng thật sự không tốt nói. La Lan trong mắt vẻ kinh ngạc chợt lóe lên trên rồi biến mất, yên lặng nhẹ nhàng gật đầu không nói gì nữa, đã bị thủ tọa chú ý tới coi như là hắn cũng không thể nào vi phạm thủ tọa ý tứ. Thánh Long Quang kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ nói, vậy tại sao có thể cho nàng tham gia trận đấu, trực tiếp đưa đến lòng giới đi một chuyến là không được sao? La Áo Nguyên nói, nàng còn quá yếu ớt, không có thần cấp hoặc là tiếp cận thần cấp lực lượng, tiến vào hiện tại lòng giới rất dễ dàng là ra không được. Lòng giới từ khi tiến vào trạng thái bạo động về sau, ít nhất là phải có trong chúng ta bốn vị ở trong đó trấn áp mới có thể bảo trì ổn định. Vẫn không có mở ra miệng, Ngạo Thiên Long kỵ sĩ Long Triều Dương nói, đúng vậy, cho tới bây giờ chúng ta đều không biết rõ ràng vì cái gì lòng giới sẽ xuất hiện ra lòng lực bùng nổ cùng với lòng lực thủy triều biến hóa, nhưng nói thật sự thì cũng chính là cái này một chút bùng nổ lòng lực mới thành tựu chúng ta. Thủ tọa cùng với thứ tọa cũng muốn thay phiên ở trong đó trấn áp mới có thể bảo đảm lòng giới ổn định. La huynh, ý của người là nếu như cái này làm có thể dẫn động cái kia, liền có khả năng nhường bùng nổ dừng lại, hoặc là để cho chúng ta tìm tới long tộc bùng nổ nguyên nhân. Ám ma long kỵ sĩ La Áo Nguyên nói, hiện tại còn khó nói, muốn trở về sau chân chính sau khi đó tiến vào mới có thể rõ ràng, cho nên muốn nhìn chính nàng, nếu như nàng có thể tại trong thằng lòng đại tái bên trong đạt giải quán quân, vậy liền mang ý nghĩa hắn đã có đường tiếp cận thần cấp thực lực, tiến vào bên trong tính nguy hiểm cũng sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Lớn như không đường liền chờ một chút, cho nàng tương lai đột phá thần cấp thời điểm tự nhiên là có cơ hội đi tới tư cách. Ừ, mặt khác ba vị lòng kỵ sĩ rồn rầm gật đầu. Lúc này đây là miền phố của mấy tường ngôn mạc đều đã đi vào đệ tam chiến khu bên trong chiến trường, lẫn nhau tìm chăm chú lấy đối phương. Thần lòng giám phân biệt mặt tại thân, tường ngôn mạc giống như là miền phố đều là cầm trong tay lòng thương. Tường ngôn mạc ở trên thân lập lòe kỵ sĩ kim sắc quả mang, đó là tràn ngập quang minh khí tức hào quang. Trên bầu trời kiêu ngạo nhất là cái gì? Liên cái kia nhất quang minh tồn tại, ngạo thiên thành tại hết thảy lòng tộc trong thành thị, độ cao so với mặt biển cao nhất, cũng đường vinh dự là tiếp cận nhất bầu trời, tiếp cận nhất mặt trời thành thị. Nơi đó lâu đài còn nồng đậm quang nguyên tố tồn tại, cho nên tường ngôn mạc bản thân lên chính là quang minh lòng tổng huyết mạch truyền thừa của mấy ngạo thiên long kỵ sĩ Long Triều Dương một dạng. Nếu như dùng đấu la đại lục bên trên võ hồn để cân nhắc tới bọn hắn, nhất mạch hẳn là bị tính là quang minh thánh long truyền thừa. Đơn thuần đơn nhất cuộc tính, nhưng mà quang nguyên tố bản thân liền là tự nhiên thuộc tính bên trong cưỡng đại nhất một trong. Đem cái này đơn giản nhất thuộc tính tu luyện tới cực hạn, hắn uy năng tự nhiên là vô cùng mạnh mẽ cùng với khủng bố. Cảm thu đường đối mặt với tường ngôn mạc bên trên thân càng ngày càng nóng rực khí tức, là miền vũ trên người kiểm soát quang mang cũng trở nên mãnh liệt. Tường ngôn mạc trên người thần lồng giáp là màu vàng nhạt, lại tản mát ra kim bạch hai màu rào quang lẫn nhau, tràn đầy quang minh cùng với thần thánh mùi vị. Trong tay long thường tiềm phòng chỗ, mũi thương phun ra nuốt vào không khí xé sách. Đứng ở nơi đó, hắn giống như đã trở thành quang minh thế giới chúa tể.
có Quang Minh Địa Phương liền có lực lượng của hắn. Chẳng qua là sằng co với nhau, La Minh Vũ đều có thể từ trên người hắn cảm nhận được áp lực cường đại. Cái này phần áp lực cũng không phải là ngày hôm qua Hồ Hoàng Vũ có thể so sánh được. Nói một cách khác, từ ngôn mạc tại trong quan nguyên tố trường khống phương diện, muốn vượt xa Hồ Hoàng Vũ đối ngũ hoành nguyên tố trường khống, đồng dạng là dùng ánh sáng làm cơ sở, từ ngôn mạc là càng thêm thần túy quang mang, cái kia chói mắt hào quang thậm chí làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Nhìn xem từ ngôn mạc trên người tàn phát ra vầng sáng ngưng tụ không tán, ngạo thiên long kỵ sĩ long triều xương trên mặt không khỏi toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Từ ngôn mạc không chỉ cùng với hắn long tổng huyết mạch giống nhau, càng phi thường nỗ lực, tính cách ôn hòa, tu luyện lại đặc biệt khắc khổ, chỉ là hắn đệ tử đặc ý nhất, cũng vì hắn coi như là tương lai có thể kế thừa chính mình ý bát truyền nhân. Trong long tộc, long kỵ sĩ cũng có chỗ thay đổi, cũng không là đã hình thành thì là không thay đổi. Long tộc cũng đồng dạng sẽ già yếu, 3.000 tuần trước đó long tộc đều sẽ ở trong vào đỉnh phong, một khi vượt qua 3.000 tuổi, thực lực liền sẽ dần dần giảm xuống, mong muốn sống lâu mấy năm, liền cần thụ lại là tự thân, nhưng tự thân đối ngoại thả ra năng lực có chỗ giảm xuống, từ đó khống chế lại tự thân sinh mệnh lực lượng không thiết ra ngoài, cuối cùng có thể sống đến trên vạn năm lâu. Mà xem như siêu thần cấp độ long kỵ sĩ, thời gian này sẽ kéo dài lâu một chút. Thế nhưng mặc dù bọn họ đều là thần cấp trở lên trên thực lực, nhưng mà đừng quên tại trong thiên long tình cũng tốt, thiên mã tình cũng được, đều không có chút ý nghĩa tiên linh chi khí. Không có tiên linh chi khí, liền mạnh nghĩa rằng bọn hắn cường đại tới đâu cũng không có khả năng trường sinh bất lão, cũng đều có chết đi thời điểm. Gia tộc vinh quang thực lực truyền thừa, đối với long kỵ sĩ nhóm tôi nói lên trở lên trên rất trọng yếu, ít nhất là phải để cho bọn hắn tại thực lực bản thân bắt đầu trượt xuống vạn năm thời kỳ có thể có chỗ dựa vào. Cho nên đối với truyền nhân, nhất là yếu tố truyền nhân, long kỵ sĩ nhóm đều phi thường trọng thị. Mặc khủng long kỵ sĩ là làng sở dĩ đối với làm miền vũ coi trọng như vậy, cũng là bởi vì hắn bây giờ còn chưa có một vị dòng chính truyền nhân, mà lại tính cách của hắn không tốt cho lắm, dĩ vang đắc tội long tổng cũng không ít. Nước tự theo lấy tuổi tác tăng lên, hắn hiện tại đã vượt qua 4.500 tuổi, thực lực đã bắt đầu xuất hiện ra muốn trượt dấu hiệu. Bởi như vậy, chính hắn cũng gấp cần tìm kiếm ra một ít gì đó có thể kế thừa chính mình y bát truyền nhân. Coi như thuộc tính không giống nhau, chỉ cần đồng nguyên mà ra đó cũng là khác biệt. Nếu như Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú có thể trở thành một đối long kỵ sĩ tổ hợp tọa trấn hoàng gia, tương lai hắn liền hoàn toàn có khả năng tại trong phòng long thành dưỡng lão. Nhìn xem trước mặt đối thủ cường đại, Lam Hiền Vũ trên người kim quang cũng bắt đầu trở lên trên càng thêm phát sáng. Đồng dạng là màu vàng kim, nhưng lại có chỗ khác biệt. Hắn trên người tản phát ra màu vàng kim càng thâm thúy hơn mà cường thế, lông đẫm long lừng gợn sóng càng nhiều hơn, chính là lội ẩm ra thần long mà khác mặt ngoài, nhưng mà theo khí tức nhìn lại rõ ràng nhất yếu sao nhược tại trong từ ngôn mạc. Cái tên này chỉ sợ không chỉ là siêu thần cấp đơn giản như vậy, chỉ sợ muốn tiếp cận ra 97 cấp, thậm chí là 98 cấp trình độ. Là mình vũ trong lòng lúc này âm thầm đánh giá trên người mặt của từ ngôn mạc, mang cho hắn ý áp ủy khí tức. Không hổ là quán quân của hồn người cạnh tranh, riêng là cái kia tu vi bên trên, liên tiến hóa tiến hành phương ngự trị ở trên người của hắn, đối mặt với đối thủ như vậy, mong muốn khẳng định chiến thắng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng tại lúc này, Lam Hiền Vũ trong lòng không sợ hãi, vô luận đối thủ cường đại đến mức nào đi chăng nữa, hắn đều nhất định là sẽ đem hết toàn lực, chỉ có như vậy mới có thể làm cho mình nhanh chóng như vậy tăng lên trên tu vi gần một bước củng cố, mới có thể làm cho mình ở trong con đường tương lai đi được càng thêm dễ dàng. Đồng thời Lam Hiền Vũ cũng cảm giác được thần long giáp vấn đề bắt đầu trên người mình hiện ra. Trên người hắn, Sơn Long Vương thần long giáp mặc dù rất tốt, nhưng Sơn Long Vương thuộc tính dù sao cũng hẳn là không hoàn toàn phù hợp. Mà trên người đối thủ, thần long giáp rõ ràng dùng quang minh thánh long cộng long cốt để chế tạo thành, thuộc tính hoàn toàn phù hợp. Ở phương diện này hắn cũng là thua thiệt. Hai bên đại chiến hết sức căng thẳng, cho dù là đang hấp thu long khí long tộc nhóm, lúc này cũng đều đã mở hai mắt ra quan sát trận đấu này. Lam Hiền Vũ tại lần so tài bên trong hoàn toàn không xuất thế, nhưng rất nhiều lực lượng chú ý đều tại nàng trên thân. Hiện tại mọi người cũng đều muốn nhìn xem nàng đến thuật cung là có thể đi bao xa. Trận chiến này sẽ người quyết định nàng có hay không có cạnh tranh cuối cùng quán quân tư cách. Mời từ ngôn mạc chậm rãi nâng lên trên trường thương trong tay, làm nam tính hắn vô cùng có phong độ thân sĩ, đem lần công kích thứ nhất nhường cho Lam Hiền Vũ.
La Minh Vũ cũng không có khách khí với hắn. Hai con ngươi bên trong kim quang nở rộ, chân trái bên trên mặt đất một điểm, người liền đã bay vụt mà lên, sục sôi tiếng lòng ngấm theo huyết mạch bên trong làm mà ra, nóng rực huyết mạch khí tướng không giữ lại một chút nào, mang theo điên cuồng cùng với hùng lệ khí bắn ra. Từ ngôn mang chỉ cảm giác sóng mình trong lòng chìm xuống, tự thân huyết mạch vận chuyển rõ ràng nhận lấy sơ một chút ảnh hưởng, xung quanh thân thể quang minh ký tước đều tùy theo đó xuất hiện ra một chút không ổn định gợn sóng. Hắn hiểu được, đây là tự thân huyết mạch bị đối phương chèn ép nguyên nhân. Khá lắm, dùng chính mình quang minh thánh lòng huyết mạch vậy mà đều có một chút đối gánh không được đối phương huyết mạch sao? Cái này làm huyết mạch đến tận cùng là cái gì? Dạng gì lực lượng lòng tộc lại có thể có được mạnh mẽ như thế huyết mạch? Trong lòng mặc dù tại trong tán thưởng, nhưng động tác của hắn lại là không có chút nào chậm.